Thúy Hằng xin kính chào quý vị khán thính giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng thứ năm 13 tây tháng 4 2023. Mở đầu chương trình kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay, quân đội Hoa Kỳ cần khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự để chống lại Trung Quốc. Theo một chuyên gia, quân đội Hoa Kỳ không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến với Trung Quốc nếu chỉ sử dụng lực lượng toàn tình nguyện viên hiện tại của họ. Ông Jonathan O'Connor, phụ tá giáo sư chính trị của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, kêu gọi Hoa Kỳ cần phải thay đổi hoàn toàn cơ cấu lực lượng quân đội, bao gồm việc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự để đối phó tốt hơn với môi trường đe dọa đang nổi lên. Trong cuộc thảo luận hôm 11 tây tháng 4 tại Viện Hudson, một tổ chức tư vấn bảo thủ đặt tại Washington, tiến sĩ O'Connor cảnh báo, đây là một vấn đề rất đáng lo. Chúng ta đang đối mặt với các mối đe dọa toàn cầu, và chúng ta có một cấu trúc lực lượng mà chúng ta biết sẽ không thể chống lại các mối đe dọa đó. Theo ông O'Connor, về cơ bản, Hoa Kỳ không thể chiến đấu với lực lượng toàn tình nguyện viên trong một cuộc chiến lớn hơn cuộc chiến Iraq. Lực lượng toàn tình nguyện viên trở thành lực lượng chủ lực trong tổ chức quân sự Hoa Kỳ kể từ năm 1973, khi Hoa Kỳ chấm dứt chế độ quân dịch và sự can dự trực tiếp vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Tiến sĩ Alconis nhận định thật không may, lực lượng toàn tình nguyện viên này chứng tỏ không có khả năng tạo ra đủ số quân nhân cần thiết cho một cuộc chiến giữa các cường quốc, và các quy trình hậu cần nặng nề của lực lượng này có thể sẽ không hiệu quả trong một cuộc xung đột với Trung Quốc, tại chiến trường Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hoặc khi hỗ trợ cho các cường quốc châu Âu chống lại Nga. Cuối cùng, tiến sĩ Alconis đề nghị rằng quân đội Hoa Kỳ nên áp dụng lại hệ thống lực lượng nòng cốt để phát triển quân đội, tương tự như hệ thống được sử dụng trong đệ nhị thế chiến. Hoa Kỳ kích hoạt tập trận nguyên tử Global Thunder 23 làm dấy lên lo ngại. Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ Stratcom kích hoạt cuộc tập trận nguyên tử Global Thunder 23 làm dấy lên nhiều lo ngại chung quanh cuộc tập trận này. Văn phòng báo chí của Stratcom phải nỗ lực xoa dịu những lo ngại về Global Thunder 23 vừa được kích hoạt hôm 11 tây tháng 4, đồng thời bảo đảm rằng đó là hoạt động tập trận bình thường được lên lịch hàng năm và không nhằm đáp trả hành động của bất kỳ quốc gia hoặc chủ thể nào khác. Stratcom tuyên bố mục đích của Global Thunder 23 là tăng cường khả năng sẵn sàng tấn công nguyên tử và bảo đảm lực lượng răn đe an toàn và đáng tin cậy. Ngoài quân đội Hoa Kỳ, Global Thunder 23 còn có sự tham gia của các nhân sự và đối tác quan trọng của một số đồng minh. Như những năm trước, cuộc tập trận Global Thunder 23 sẽ có kế hoạch tăng cường điều động máy bay ném bom. Mục tiêu chính thức của cuộc tập trận khá đơn giản, huấn luyện quân đội phòng vũ khí nguyên tử chống lại kẻ thù của Hoa Kỳ, cũng như đánh giá khả năng sẵn sàng tác chiến phối hợp với các đồng minh. Điển hình là Anh, Canada, Đan Mạch, Úc và Nam Hàn. Quân đội Hoa Kỳ tham gia tập trận gồm có Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu của Không quân và các phi đội máy bay ném bom nguyên tử ở Bắc Hàn, cộng với các lực lượng chịu trách nhiệm phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa và thủy thủ đoàn tàu ngầm nguyên tử. Global Thunder 23 diễn ra vào thời điểm dễ gây lo ngại. Năm ngoái, Hoa Kỳ và đồng minh liên tục cảnh báo về kế hoạch sử dụng vũ khí nguyên tử có mục đích của Nga ở Ukraine, bỏ qua thực tế rằng Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất từng sử dụng vũ khí nguyên tử trong thời chiến, cũng như việc chỉ có học thuyết của Hoa Kỳ cho phép sử dụng trước vũ khí nguyên tử và chống lại kẻ thù không có vũ khí nguyên tử. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ trí tuệ nhân tạo tác động đến bầu cử năm 2024 ở Hoa Kỳ. Trang Interesting Engineering dẫn lời giới chuyên gia cảnh báo hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến có thể tạo ra tin giả giống như thật nhằm tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Tạp chí Fortune lưu ý rằng phần mềm sao chép giọng nói từ Eleven Lab cùng loạt nền tảng tạo hình ảnh DALL-E 2 Stable Diffusion Midjourney có thể sử dụng cho hoạt động tung tin giả. Theo giáo sư danh dự Gary Marcus, Đại học New York, chúng ta nên lo sợ thông tin sai lệch tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố lớn trong cuộc bầu cử sắp tới. Dù công nghệ tạo video từ đầu vào văn bản còn sơ khai, người có chuyên môn về deepfake đủ sức tạo ra video giả rất thuyết phục. Deepfake là công nghệ tổng hợp hình ảnh con người dựa trên trí tuệ nhân tạo sau khi nhận dữ liệu mô tả văn bản về ảnh chân dung của một người cụ thể. Công nghệ này sẽ hợp nhất hình ảnh với video riêng
biệt nhờ trí tuệ nhân tạo và thay thế chi tiết trên gương mặt như mắt, miệng, mũi với chuyển động gương mặt, giọng nói giống như thật. Dữ liệu đầu vào càng nhiều thì trí tuệ nhân tạo càng hoạt động chính xác, video giả mạo càng có độ giống cao. Chuyên gia Chris Mercero, Viện Nghiên cứu Brookings, nhận định phần mềm giả giọng nói có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử, chẳng hạn như một đoạn ghi âm nói gì đó về tai tiếng của ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ được tung ra ngay thời điểm then chốt. Công ty Neutral của Tây Ban Nha đang sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn tương tự mô hình hỗ trợ nền tảng ChatGPT để kiểm tra các phát ngôn của chính trị gia. Giám đốc công nghệ Neutral Ruben Marcos-Perez cho hay loạt công nghệ mà họ sử dụng có thể giúp xác định một nội dung nào đó có thật hay không. Phân tích cảm xúc mà phát ngôn truyền tải nhằm đánh giá khả năng đó là thông tin sai lệch. Cựu Tổng thống Donald Trump khởi kiện luật sư cũ và yêu cầu bồi thường 500 triệu Mỹ Kim. Tờ Reuters cho biết cựu Tổng thống Trump kiện Michael Cohen, người từng làm luật sư riêng cho ông, với cáo buộc để lộ thông tin riêng tư giữa luật sư và thân chủ. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 12 tháng 4 nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại thành phố Miami ở bang Florida, cáo buộc cựu luật sư Michael Cohen không giữ bí mật thông tin về các cuộc trao đổi riêng tư giữa luật sư và thân chủ, cũng như kiếm lời bằng cách phát tán tin giả về ông Trump trong các cuốn sách và buổi phát thanh. Lenny David, luật sư của Cohen, gọi vụ kiện của ông Trump là hành động tầm phào. Ông cho hay ngài Trump lại tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp nhằm quấy rối và đe dọa Michael Cohen. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Cohen trình diện trước đại bồi thẩm đoàn ở thành phố New York và có thể trở thành nhân chứng then chốt trong cuộc truy tố của Tổng thống Trump. Văn phòng công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg ngày 4 tháng 4 công bố bản cáo trạng cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump phải đối mặt 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh, tội danh cấp E, cấp thấp nhất tại bang New York, liên quan đến 3 vụ chi tiền để che giấu thông tin. Theo cáo trạng, ông Trump đã tham gia vào kế hoạch tóm và diệt nhằm bịt miệng những người có thể tung thông tin bất lợi cho ông trước cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump được cho là đã đồng ý cho David Packer, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty truyền thông American Media Inc., cùng luật sư Michael Cohen chi các khoản tiền 30.000 đến 150.000 Mỹ Kim cho những người có thể tung thông tin về những mối quan hệ riêng tư của ông. Công tố viên Bragg cho hay cựu tổng thống đã 34 lần chi tiền cho các thỏa thuận bịt miệng, như vậy là kê khai chúng là chi phí pháp lý trong hồ sơ kinh doanh. Theo luật tại New York, làm giả hồ sơ kinh doanh là tội nhẹ, nhưng các công tố viên có thể tăng nặng cáo buộc lên thành trọng tội nếu họ tin bị cáo hành động để thực hiện hoặc che giấu một tội danh khác. Thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ tăng 63%. Theo các số liệu do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố ngày 12 tháng 4, thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang nước này trong nửa đầu tài khóa 2023 đã đạt mức 1.100 tỷ Mỹ Kim, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái, do chi tiêu cao hơn cho giáo dục, phúc lợi y tế và thanh toán lãi cho các khoản nợ. Theo phóng viên tờ CNN tại Hoa Tình Đốn, tính riêng trong tháng 3, mức thâm hụt ngân sách là 378 tỷ Mỹ Kim, khoản thanh toán lãi cho các khoản nợ tồn động trong 6 tháng đầu năm tài chính 2023 đạt tổng cộng 384 tỷ Mỹ Kim, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của mức tăng này là do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, buộc chính phủ phải trả khoản lãi cao hơn cho người mua trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Các khoản chi của Bộ Y tế Hoa Kỳ cũng tăng lên mức 843 tỷ Mỹ Kim trong nửa đầu năm tài chính 2023, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các khoản chi của Bộ Giáo dục tăng 76% lên mức 124 tỷ Mỹ Kim trong nửa đầu năm, một phần là do chi phí liên quan đến chương trình xóa nợ cho vay của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Các khoản thanh toán của Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang FDIC để chi trả cho những người gửi tiền tại các ngân hàng SVB và SB cũng đã thêm 29 tỷ Mỹ Kim vào chi tiêu của chính phủ trong tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, các khoản chi phí này được chi trả bởi các khoản thu có nguồn gốc từ các khoản phí do các ngân hàng thành viên FDIC thanh toán.